nó ở trong em phải bị à? Một người đi qua ăn để bao bao học bao nhiêu năm rồi chị gọi em mình lại. Đừng vào cầm cái sạc của chúng ta thì chị rút ra rồi. Để chưa từ rút ra qua. Cái bóng tay mà. Bắt kì kì bao kì đó nhá. Ok xong rồi đấy. Thank you.
Trộn gì á? Chân tay em thôi được. Yep.
ở. Bây giờ đô lên 26, 56 rồi. Khổ quá. 100 độ ở 50 đô là hơn 1 triệu. Cũng chỉ mua được có 500 thôi. Cái thằng Hồng Đăng đấy, đến ngọc của mình hôn.
này sợ gì. Anh đang bảo hủy quá lại không đi. Ngôn ngữ người ta quay thì người ta gọi là action. Nói chung cứ đọc sách đọc truyện thì người ta biết là phải để ý rồi, không cần phải. Chơi lớn một lần thì sẽ là có chuyện hạ cái chấm trồ. Chơi lớn một lần thì lại có chấm trồ. Còn cậu Duy cắt nhìn chung có thể. Thương hôm nay Duy cắt là dùng phương phương. Cứ tôi không à, cắt dùng phương mà chết à. Phương à, cắt dùng đấy đi, cắt dùng Mỹ Linh đi. Không, con gì về đó. Tiền hồ. Tiền hồ.
đuổi anh đi. Nó lên được anh. Anh. Cho suy nghĩ một lúc nữa xem cắt tóc không? Này? Chị. Sao? Cho suy nghĩ lúc nữa xem nào cắt tóc không? Gì? Cho suy nghĩ lúc nữa xem nào có cắt tóc không? Chị, tôi. Màu hồng được theo ra nhiều không hả chị? Hả? Màu hồng được theo ra nhiều. Qua mẹ con là két và đồng nhà Phương cũng xuống chơi. Thank you.
Vàng gà giống. Thôi mà là chị làm cái là con của bà mà có video mà làm cười này. Chị làm có bát được chị mà gì? Tay mình có đen xì như tay bà đấy mà phải. Tuổi của mấy em đây, mẹ xong rồi đây. Ok. Tuổi mẹ này mẹ nhặt mẹ nó tởm quá. Tởm. Đi được tốt. Đi gia đình mình đi qua đi được tốt. Ôi giời, cái con Thu Đảm về sống năm mới không biết con ở được 3-4 tháng nó đi tận Hội An rồi đi các kiểu. Nhưng không cho nó đi thế mà khỏe nhỉ. Số to là tháng 8, tháng 10, 3 số là tháng 8, tháng 10 là số cụ, tháng riêng là tháng mấy. Thương không lên mà lấy tương, với hết mẹ tương, phần này chai 1 lít đấy. Mày không xuống mà chở cái gì nhở? Thương không lên mà lấy tương, với hết mẹ tương, với phần này chai 1 lít đấy. Mày không xuống mà chở cái gì nhở? Mày học cố rồi, nít không? Đẻ xong là cứng tay rồi, về được. Chúng để đốt đốt rồi cái gì nhỉ? Con chảy chảy ra cho nó que ra to luôn.
Cô chia tay thế nào, em có ra với bố không? Em ra với bố đi. Nhất là em vẫn khỏe. Chừng nửa tháng. Bán quả bón bón ngon quá, tận 50.000 cân. Món đấy là sở trường của Huệ không? Ăn ngon mà. Ok. Cái bên này nha. Ơ, chia này không phải thằng gì. Mồm nạo lép tép tép như thứ dở. Gì? Mồm nạo tép tép lép tép lép tép. Đàn ông không biết. Không phải tạm dừng, nó để vào đỏ đen luôn. Thank you.
thì là đấy. Có tiền ra mua giày rách. Bạn đang mỗi cái thùng nắng thế à? Cái này dùng quả dâu tây chưa? Nhìn như quả cà chua ấy. Mỗi quả nó góc kia rồi. Xong một quả. Giờ chẳng ngon thì mua cho mình không ăn chưa đã leo vứt đi ăn được mình không duy duy ra tay không được chán thôi chưa không ngủ bây giờ chắc là đâu trưa nay nó ngủ đến cái lúc gì về là nó về chứ nhỉ, à nó dậy rồi. Kết thúc tốt chỉ cắt chỉ trên đúng không? Chân chị không xài điện thoại nhá. Ở nhà không có xa. Chị Thùy đi em. Là vừa phải gặp được.